Mình có 2.000 thôi mà, 2.000 thì lấy làm cái gì? Sao tôi này? Ui ui, sao trời tôi đen này? Ui ui. Hello anh em. Lần đầu tiên thì sang năm 2024, chúc anh em và toàn bộ mọi người trong gia đình của anh em sức khỏe dồi dào, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Thì cũng khá lâu rồi thì mình mới làm lại video. Thì bắt đầu từ bây giờ thì mình cũng sẽ làm theo một nội dung khác, cũng sẽ không chuyên sâu về game hay là hướng dẫn nữa. Thì video hôm nay thì thật sự là cũng khá là nhạy cảm về một khía cạnh nào đó trong game. Thì gần như là ai ai thì cũng đều biết đến cái này. Mình nói đến đây thì anh em sẽ nghĩ về một cái gì đó nó rất là to, rất là lớn ở trong game. Nhưng không, nó thì là hiển hiện thực trạng. 90% của anh em đang chơi game này đều đã từng. Mình làm video này thì không vì mục đích gì cả, cũng chỉ muốn phản ánh một sự thực trong game với ở bên ngoài. Đây là mình đang chia sẻ thôi, chứ không có một cái mục đích hay là một ý kiến gì về cái này. Vấn đề đó là về việc trả giá, hay nói một cách dân dã nhất thì đó là vẫn mặc cả, về cái việc mặc cả đấy. Trong video hôm nay thì mình cũng sẽ vừa đóng vai là người mua và cũng vừa đóng vai là người bán ở trong game, và sẽ sử dụng cách mặc cả của mình để có thể thống nhất giữa hai bên mua và bán để đưa ra một cái giá ok hay không. Thì hiện tại trong game đây mình đang có 62M, thì bây giờ mình sẽ mua một cái con pet. Mua con pet. Tại sao mình lại chọn con pet? Tại vì hiện tại bây giờ con pet này giá nó rất rẻ và cũng rất nhiều anh em đang muốn bán. Thì mình mua con pet này thì mình đoán là anh em cũng khá nhiều người comment để trả giá, và mình cũng sẽ có cơ hội để mình trả giá. Đấy. Còn việc bán thì mình thực tại thì mình cũng chưa biết bán cái gì. Trước tiên thì mình cứ đi mua đã để thử mặc cả, xem liệu hai bên có đưa ra một cái giá thống nhất hay không. Thì như hiện tại của mình có 62M này thì mình ước chừng là cũng sẽ chỉ mua được một con pet, nếu mà may mắn ra thì một con pet hỗ trợ có đồ, hoặc là một con pet không có đồ, cũng rất là khó nói. Rồi bây giờ mình sẽ ALL thử lên để mua và đưa ra một cái giá mặc cả, xem nó có chấp thuận giữa hai bên hay không. Phí dưới 60M. Ai có phép gì M xin cảm ơn. Đấy, mình sẽ đăng lên. Đây, mình đã đăng rồi. Bây giờ đợi mua pet level nhỏ hơn 86 các loại, kinh phí dưới 60M. Ai có pet gì M xin cảm ơn. Đây là một cái tin nhắn khá chung chung, có thể là đợi một lúc. Hiện tại thì bây giờ cũng là gần 12 giờ rồi, thì có thể là anh em đang đi ăn. Đợi một chút nha. Trong tất cả các con pet ấy thì pet tấn công đang là pet rẻ nhất. Đợi một lúc rồi không có một ai. Bây giờ mình sẽ thử lướt lại lên trên xem nào.
Tiền này, 2.000 này. Em biết có nên lấy hay không nhỉ? 2.000 này. Bây giờ mình mà cúi xuống lấy thì có mất phong thái không nhỉ? 2.000 đó. Có ai không? Không có ai. Mình có 2.000 thôi mà. 2.000 thì lấy làm cái gì? Úi dồi, sao tôi này? Úi dồi, sao trời tối đen này? Úi dồi, úi dồi, vừa mới cúi xuống thôi mà. Sao tối này? Úi dồi, thôi, đi về. Úi dồi, đi.